là buổi phát thanh tại huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu, tổng kết ngày hội Sơn Yết, bà con và các bạn thân mến. Vào ngày 17 tháng 11 năm 2015 vừa qua, tại huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu đã tổ chức ngày hội Internet tại huyện Sìn Hồ. Đây là sự kiện thuộc khuôn khổ dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và chịu cổng Internet công cộng tại Việt Nam do quỹ Bill and Melinda Gates tài trợ. Với sự tham gia đông đảo của các ngày hội Internet đã thành công tốt đẹp, mang tới cho bà con một cách nhìn đầy đủ hơn về vai trò của Internet đối với xã hội nông dân ngày nay. Theo thống kê của ban tổ chức ngày hội Internet tại huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu đã thu hút 120 lượt người tham gia đến với ngày hội Internet. Người dân đã được các cán bộ kỹ thuật hướng dẫn cách sử dụng máy tính và Internet miễn phí. Nhiều bà con chưa từng biết sử dụng máy tính, nhưng với sự hướng dẫn